À, xin chào các bạn đến với kênh Kỹ thuật điện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về nguyên lý hoạt động và cấu tạo của con timer on delay này nhé. Đây, timer on delay hiện tại mình đang chọn là nó có thời gian là second, là giây, là 30 giây, tối đa là 30 giây. Đó, tối đa là 30 giây nha các bạn. Đây, con này thì của hãng Hikachi. Đây, mình có cái chân đế của nó này. Nó gồm hai phần, phần thân và chân chân đế, chân đế. Đây, nó gồm có 8 chân nha các bạn. Con này thì 8 chân. Nhưng con này hiện tại là mình đang cấp nguồn cho nó 220, thì có chỉ có con cấp nguồn 220 AC, con cấp nguồn DC. Thì theo cái tủ điện của mình thì mình lựa chọn thôi. Một cái chân số 7, nó có 8 chân. Chân số 7 và chân số 2 là chân cấp nguồn cho nó. Mình xem. Chân số 7 này, chân số 2 này cấp nguồn cho nó. Và chân 8 6 là chân thường mở. Thường mở đóng chậm, 8 5 là thường đóng mở chậm. Tức là sao? Khi mà chưa có điện á là 8 6, 8 5 á là đóng lại. 8 5 là đóng lại và 8 6 là mở ra. Chưa có điện nha các bạn. Sau một khoảng thời gian vài giây đó, mình tùy theo mình setup với trong này mấy giây đó, mình cho nó 10 giây, sẽ còn 10 giây á thì chân 8 5 sẽ mở ra và chân 8 6 sẽ là đóng lại. Đó, nguyên lý của nó hoạt động giống như con relay trung gian vậy á, nhưng mà cái này là có thời gian để nó đóng và mở. Rồi, còn chân 13 và 14 á, chân 13 là thường mở và chân 14 là thường đóng. Tức là khi chưa có điện, chưa cấp nguồn cho chân số 7 với số 2 này, là chân 13 là nó mở ra và 14 là đóng lại. Nhưng ngay lập tức vừa có điện rồi á là chân 14 là mở ra và chân 13 là đóng lại. Đó, nó khác với hai tiếp điểm 8 5 8 6 là chỗ đó. 8 5 8 6 thì nó có thời gian để đóng mở. Còn 13 14 mình vừa cấp điện là nó nhảy tiếp điểm ra liền. Nó nguyên lý giống con relay trung gian. Đây, mình có sơ đồ. Mình đây mình vẽ cũng rất rõ. Đó, rồi, chân số 2 với chân số 7 là chân cấp nguồn này. Hiện tại của con mình là cấp nguồn 220 AC này. Đó, chân 8 5 thường đóng mở chậm và 8 6 là thường mở đóng chậm. Ở chân số 1 này, thường thường đóng mở chậm thì nó có giống mũi tên này nha các bạn. Thường đóng mở chậm, còn bình thường thì nó không có cái giống mũi tên đó. Là 1 1 4 là thường đóng và 1 3 là thường thường mở. À, mình sẽ cấp nguồn cho các bạn để đo cho các bạn xem luôn. Đây, bạn coi kỹ cái sơ đồ này nha. Khi mà có điện á, vừa có điện vào á là chân số 14 là mở ra này và chân số 13 là đóng lại này. Vừa có điện vào nha bạn, chưa tính thời gian, vừa có điện vào, vừa cấp nguồn cho nó thì chân số 14 là nhảy ra liền, 13 thì đóng lại. Nhưng mà chân 8 5 8 6 là khác. Vừa cấp điện cho nó thì nó chưa chưa nhảy tiếp điểm, chưa nhảy tiếp điểm. Sau khoảng thời gian mình mặc định cho nó, mình cho nó 10 giây đi. Mặc định cho nó thì chân 8 5 là mở ra này, 8 6 là đóng lại này. Đó, 8 5 8 6 là có thời gian, còn 1 3 1 4 là không có thời gian. Đây, mình có chân của nó đây. Đây, mình vừa mình đo cho bạn xem nha. Rồi, mình sẽ đo cho bạn xem.
đây đồng hồ đo ôm của mình này. Đó, chặt lại là nó trở về không rồi. Đây giờ mình sẽ gắm con timer này, nhớ là chân số 7, số 7 này, số 2 này, số 8 này, số 1 này, 72 làm cấp nguồn cho nó, còn chân số 113, 14 là hai tiếp điểm, 85, 86 là có thời gian, còn 13, 14 là không có thời gian các bạn. Đây. Cảm nguồn cho nó. Rồi, bắt đầu mình đo này. Đây. Là chân số 14 là thường đóng nha các bạn. Bình thường gắm thay mua chưa có điện nha. Giờ mình test chưa có điện nè. Là chân số 14 là 14 này. Là đóng lại nè. Coi kỹ cái đồng hồ nha. 14 đóng lại. Đó. Test chân số 14 đó. Thấy chưa? 14. Rồi. Test chân 13 này. 13 không lên nè. Rồi. Còn 85 là đóng này. 8 này. Chân số 5 đây bạn. Chân số 5 này đóng. Nhưng mà 86 lại là thường mở này. Nó không lên. Rồi, giờ mình test chân số 13 cấp nguồn mình test cho nó luôn. Mình test chân số 13 trước nha bạn. Đây 14 thì lên rồi nè. Đó. Giờ 13 không lên nè. Tức là sao? 13 là vừa mình vừa cắt nguồn cho nó là sẽ nó sẽ lên điện trở, vừa cắt nguồn nha các bạn. Để ý nút on này, nút on này. Nó có điện là này nó sẽ lên điện trở liền. Đó, bạn thấy chưa? Đây là mình chưa đếm thời gian, vừa ấy thôi. Kết up nó 5 giây thì nó sẽ nhảy qua nhưng mà nó vẫn đóng. Là tại tiếp điểm 13 với 14 là nó không có mở chậm. Mở chậm đóng chậm. Rồi, mình ép qua nút 14 này, 0 này. Rồi, chân số 85 nha bạn. Đây. 85 là thường đóng này. Đó, 8. 85 thường đóng. 86 thường mở. 86 thường mở, thường mở đóng chậm. Đó, giờ mình set up cho nó 5 giây này. Hiện tại là nó chưa lên này. Khi mình bật CP á là nó vẫn chưa có lên điện trở. Bật CP vẫn chưa lên điện trở nha các bạn. Sau khoảng thời gian mặc định này, mình sẽ cài cho nó 10 giây thì từ nút on này nó sẽ chuyển qua nút off. Là tức là lúc đó thường đóng sẽ thành thường mở và thường mở nó sẽ thành thường đóng. Thường đóng mới chậm nha các bạn. Nè, để ý nha. Đó. Sau khoảng 10 giây là bắt đầu hai tiếp điểm nó đổi ngược lại trạng thái với nhau. Để ý đồng hồ. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đó là nguyên lý hoạt động của nó là vậy. À, bình thường thì đây 85 thì không lắm nè. Vừa mình cấp CP đi là nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu thôi. À, rồi đó là mình hướng dẫn chi tiết luôn cho con timer này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.